em cột táo rồi nhà em cũng phải đưa tôi nè, Quyên nè, Quyên với Tuyến đẹp quá nè. Tân nè. Người đàn ông đẹp trai. Thôi là quý vị, tại vì nói chung thời thế tạo anh hùng á, mà thời thế em có anh hùng anh khùng ngồi đi, thằng điên ngồi đây thôi. Ủa anh thật chuyên nghiệp luôn đó anh Tiến. Trời ơi, này Tân là làm được liền chứ, mà Tân là im lắm luôn. Tân đóng vai người đóng thầm lặng thôi. Thôi em biến lộn nhanh thiệt. Ôi, anh thật là chuyên nghiệp chứ có lẽ. Đức Tiến Biên Hòa mà. Có nhiều nhà em bán bữa nha quý vị. Em chỉ biết ăn bữa chứ em bán bữa nha. Cái này hồi nhỏ làm xong đội đầu á. Đây nè, làm công chúa đúng không? Không, quay mà có lỗ lông rồi quay clip cho nè. Đó. Tóc giả. Em đòi rụng tóc thì. Không, này không có rụng đâu quý vị. Ủa, này nuôi tóc mà. Rồi. Em cột táo vậy cũng phải đẹp quá nè, Quyên nè, Quyên với Tuyến đẹp quá nè. Tân nè. Người đàn ông đẹp trai. Thôi là quý vị, tại vì nói chung thời thế tạo anh hùng á, mà thời thế em có anh hùng khùng ngồi đi, thằng điên ngồi đây thôi. Ủa anh thật chuyên nghiệp luôn đó anh Tiến. Trời ơi, này Tân là làm được liền chứ, mà Tân ngồi im lắm luôn. Tân đóng vai người đóng thầm lặng thôi. Thôi em biến lộn nhanh thiệt. Là chuyên nghiệp chắc có lẽ Đức Tiến Biên Hòa mà. Có nhiều nhà em bán bữa nha quý vị. Em chỉ biết ăn bữa chứ em bán bữa nha. Cái này hồi nhỏ làm xong đội anh đầu á. Đây nè, làm công chúa đúng không? Không, quay mà có lỗ lông rồi quay clip cho nè. Đó. Tóc giả. Em đòi rụng tóc thì. Không, này không có rụng đâu quý vị. Ủa này nuôi tóc mà. Cáo phó. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin. Ông Giuse Hoàng Đức Tiến, tức MC Tài Tử Đức Tiến, sinh ngày 3 tháng Giêng năm 1980, để được Chúa gọi về lúc 23:20 ngày 18 tháng 5 năm 2024, nhằm ngày 11 tháng 4 năm Giáp Thìn, hưởng dương 44 tuổi. Chương trình tang lễ thứ tư ngày 29 tháng 5 năm 2024, từ 10:00 đến 11:00, lễ nhập quan và phát tang. 11:00 đến 15:00, thăm viếng. Từ 15:00 đến 16:00, đọc kinh cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Từ 16:00 đến 18:30, thăm viếng. Từ 18:30 đến 21:30, chương trình văn nghệ tưởng niệm của các anh chị em ca nghệ sĩ. Tang lễ được diễn ra tại Lambertian Ministry Center, địa chỉ 1211 đường Magnolia, thành phố Garden Grove, California 92841, Hoa Kỳ. Thánh lễ an táng thứ năm ngày 30 tháng 5 năm 2024, lúc 11:00 sáng tại San Barbara Catholic Church, địa chỉ 730 South Euclid Street, thành phố Santa Ana, California 92704, Hoa Kỳ. Sau đó sẽ được an táng tại Peak Funeral Home, địa chỉ 7801 đường Bosa, thành phố Westminster, California 92683. Vợ Nguyễn Bình Phương và con gái là Madison Hoàng, tức bé mèo. Tang gia đồng kính báo. Cáo phó này xin thay thế thiệp tang.
sóng hơi yếu ha. Biển Hawaii ở Honolulu Waikiki, thời tiết đang ở khách sạn Sheraton. Có ai đang coi không? Thì nếu mà có ai đang coi thì say xong thêm nha. Mình sẽ dùng cái sóng của wifi điện thoại mình chứ mình không có dùng cái kia. Trời cũng mưa rồi. Hello. Quay biển cho quý vị xem. Hello Kevin. Hi Ken Nguyễn. Ken Nguyễn. À đang ở Hawaii đây. Rất là đẹp nha anh Kevin ơi, anh không đi là uổng lắm. Rất là đẹp, trời khí hậu tuyệt vời. Phải nói là như vậy luôn. Quay cho anh Kevin với mọi người xem nè. Mới vừa tắm xong với bé mèo, bây giờ bé mèo mới vừa lên để mà tắm lại, nên là tranh thủ quay cho mọi người xem. Em ở Sheraton, rất đẹp luôn. Hai Linh Trần, đẹp chưa? Đó, cái view này mới là view triệu đô nha quý vị. Xuân Trường, biển này là biển tự nhiên, đẹp lắm anh. Em đang ở đây nè, đẹp lắm. Em quay cho mọi người xem, rất đẹp nha anh. Biển tự nhiên nha anh. Yeah. Lúc hồi nãy khi tiến đến thì cái ghế này còn nằm ở đây. Thì người ta lấy ghế ta ngồi nên nó cho thuê nha. Cho thuê. Nhưng mà bây giờ là sau 5 giờ thì họ lấy lại rồi, họ không cho thuê nữa. Nghỉ rồi. Nên mọi người sẽ ngồi đây. Thì mình mang theo khăn của khách sạn mình ngồi cũng được luôn. Dạ, dịp sau đi với em đi biết ở khách sạn Sheraton rất ok nha anh. Giá cao chút xíu thôi mà rất ok. Hello quý Thị Nguyễn. Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ quay dọc cho mọi người xem nha. Ở trên này em biết nè. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Ủa bây giờ mấy giờ bên Cali vậy ta? Mà sao có vẻ như là mọi người còn ngủ hả? chưa có nhiều người coi lắm. Hồi nãy Tiến có tắm bên kia, một bãi biển bên kia. Biển bên kia thì là biển nhân tạo, nhưng mà cũng ok ha. Nhưng mà đúng là cái gì tự nhiên thì nó rất là đẹp. Biển tự nhiên cái chắc đó là mịn không? Còn biển nhân tạo thì nó là cái cát nó không mịn bằng. Và đương nhiên là cát đó là cát người ta lấy về. 8:10 hả? 8:10 bên Cali. Tức là 10 giờ ở bên Việt Nam rồi. Rồi, hello Alan, đại gia Alan ơi. Ngồi đây nha. Đó. Tiến còn nuôi chó Husky không? Dạ còn quý Thiện ơi, còn một con. Hồi đó mình có hai con. Một con đã về với Chúa. Bây giờ còn một con. Oh.
lần đầu tiên đi Hawaii mà đi chơi á, mấy lần trước là toàn là lỡ hẹn không à, người ta bút xô mình đi, bút xô mình đi đi làm xô. Hai anh ai lên đại gia 5.000 thôi, chỉ cần 5.000 đô thôi là có thể đi Hawaii rồi. Không tới đâu tùy đâu, đi ít là đi nhiều thôi. Này đi nguyên nhà ở khách sạn xịn, còn nếu không ở khách sạn bình thường thì rẻ lắm. Cái bãi biển này thì theo tiếng biết thì hình như nó cũng là búp lịch luôn nha quý vị. Ở Hawaii hầu như các bãi biển đẹp như thế này là búp lịch, tức là mọi người đều có thể đến tắm được, chứ không có gọi là chỉ có một giống như hồi nãy bên Waikiki á, bên Sheraton á, thì nó nói là có một bãi biển là private, nhưng mà khi tiến đến tắm á, thì thấy là cũng có đường cho người bên ngoài vô cũng có, nhưng mà hồ bơi á, hình như hồ bơi là private nha. Nếu muốn tắm hồ bơi là private, phải có chìa khóa đó thì nó mới ấy đây như vậy đó. Đây nè, có cái chìa khóa và có cái pass chữ bên ngược ha, Sheraton đó, thì nó mới cho mình vô hồ bơi nha quý vị đó. Còn biển thì là được tắm mọi nơi. Cát rất mịn nha. Ai mà mua nhà ở biển á, thì kinh nghiệm của Đức Tiến á, là phải đi xuống tới nơi đó và phải tắm biển ở nơi đó để mình cảm nhận được. Ồ, review biển cho quý vị xem nè. Mấy bạn nào bán nhà về biển vô đây coi nè, học hỏi nè. Biển ở Hawaii khúc này, mình nói khúc này nha, Hawaii biển rất là nhiều. Và ở Honolulu, ở Waikiki, oh my god, nước mạnh quá. Có nghe rõ không? Ai nghe rõ không? Nghe rõ bấm số 1, nghe không rõ bấm số 2. Đã không? Cắt rất mịn luôn, mà không dơ. Hôm nay mình quay cho mọi người xem tí xíu không ạ. Đúng ra là cát rất là mịn nha, cát rất mịn, biển rất là sạch, có cá bơi nè, cá bơi ở dưới luôn. Tiến đi rồi, ai chăm sóc hết kia. Tiến gửi ông mễ làm việc nhà cho Tiến, ông chăm giùm cho Tiến. Cát rất là sạch nha. Hello Brian Vân. Để nói hết cái phần review cho người xem, thứ nhất là biển ở đây là mặn hơn so với những nơi mà Tiến đã đến, nhưng mà bù lại biển rất là sạch trong, không bị hôi, không bị khai, không bị tanh. Không khí ở đây rất là thoáng mát, không bị hôi. Khu này không bị rác. Biển ở đây vẫn là bãi bồi, không phải là bãi lở. Tuy nhiên một số nơi nó cũng bị sóng lớn, bên kia là hướng sóng lớn nên là người ta có xây một cái giống như bờ kè, ta kè nó lại. Ta kè lại đặt cho xe đó. Đây là cái bờ kè nè. Thấy không? Đó, người ta xây cái bờ kè để mà người ta kè nó lại để cho giảm cái sóng qua đây. Bên này thì tự nhiên cát mịn luôn, không có bị ngứa, không có bị con rong, không có bị rong, hay là không có bị mấy cái gọi là mấy cái con sứa làm ngứa mình ha. Thì đó, nên khi là quý vị nằm mua nhà ở biển á, thì quý vị phải đi xuống dưới đó, đích thân đó, xuống tắm biển, nghịch ở nước biển, ở đó như là 1 ngày đến 2 ngày để mình coi cái biển nó có thật sự đẹp không. Đó, cát rất là mịn. Cái này là cát trắng mịn nha, không phải cát vàng. Cây có ở đây rất là tùm sạch, rất là chứng tỏ rất tốt. Hello Tư Hậu ơi, mốt về đây, về Mỹ đi, đại biển nè, đi Hawaii nè, rất là thích luôn á. Ở khách sạn xịn xịn để cho nó không có bị mốc, bị hôi nha. Mướn xe giá mắc chút nhưng mà xứng đáng cuộc đời của mình. Ở Mỹ làm bao nhiêu năm rồi, cần phải hưởng thụ. Vegas đi rồi, không quýnh bài bao nhiêu cũng hết đó, nhưng mà đi biển là xứng đáng ha. Ok rồi, Mary Hatch chia sẻ chút xíu với quý vị nha. Nhưng mà người còn ngủ ha, gọi là hôm nay thứ mấy, hôm nay ngày thường mà ta. Hôm nay ngày thường bển mà. Cảm ơn em, chúc em ở Đà Lạt với lại Việt Nam vui nha. Rồi thôi, bây giờ mình enjoy thôi, để mình chúc mọi người vui nha. Đó, xem siêu cái view mà mình đang ở đây. Ít sàn tiếng nở nè, Sa Tinh nè, Waikiki nè. Đó, lớn chưa? Hướng biển đó, không?
weather bên đó rất đẹp. The weather is very good. Amazing. Chứ không phải ok. Amazing, amazing, amazing. Đẹp chưa? Tự nhiên quảng cáo cho Waikiki quá trời luôn. Honolulu. Mấy người khác ở những, mấy bạn nào mà ở bên những nơi khác sẽ vô nó ủa. Còn những nơi khác thì sao? Vô đi chưa biết. Không dám review. Ồ, oh, à, biển ở nơi mà tiếng mua ở Long Island ở ở Hồ Tràm cũng tương tự giống như biển Hà Quang nha quý vị. Cũng tương tự á, cũng là à, cũng là làm 9-10 á nha. Đó. Ok, thôi bye mọi người nha. Qua chút xíu cho mọi người coi cho vui thôi. Giờ chuẩn bị lên rồi đi ăn rồi đi bé mè với gia đình nữa. Rồi, bye mọi người nha. See you.